Hello anh em, cảm ơn em đã quay lại với kênh YouTube của An Airway. Hôm nay chúng ta tiếp tục quay lại với hệ Future và một cái ngày hết sức là đặc biệt. Đặc biệt ở cấu hình của cái xe này, và điểm đặc biệt thứ hai là hôm nay không hẹn mà gặp có tới 3 chiếc Future đang làm ở đây. Và có đầy đủ các đời luôn. Đây là đời Future LED, được xem là cái đời mới nhất hiện nay. Quay lại vài năm trước thì đây là một chiếc xe Future mập sàn cơ. Và ở đời Future mập á, thì có cái đời FI nữa thì bên đây. Đầy đủ 3 đời Future gần đây nhất đến ALA và BRT Team để thực hiện nâng cấp về động cơ. Nâng xe lên cho các bạn coi cái cấu hình, cái điểm đặc biệt mà cấu hình mà An muốn giới thiệu với các bạn ngày hôm nay. Nếu như ở những video trước á, thì An đã nói khá nhiều về cấu hình 58 gen zin rồi. Thì các bạn trẻ chủ xe Future LED này ở dưới Cần Thơ gửi lên cũng thấy là 58 gen zin chưa thực sự bốc, chưa thực sự là đủ thỏa mãn đam mê của bạn đó, nên là bạn đòi một cái cấu hình lớn hơn, gia tốc hơn, lanh lẹ hơn. Và vẫn cách cũ là không cần hầu nhiều, chạy Future này thì gia tốc là vui rồi. Nên cấu hình đang muốn nói với các bạn ngày hôm nay đó là 63 gen zin hệ 2 van dành cho các đời Future. Trong 3 chiếc xe Future nâng cấp ngày hôm nay á, thì đây là chiếc tới đầu tiên và đã hoàn chỉnh tất cả các bước rồi. Từ lắp đặt nè, đo đạc rồi, rô đai rồi dyno và chạy thử ngoài đường. Còn cái mâm đồ này, cái mâm đồ này là của chiếc Future Map FI. Chiếc kia thì mới chẻ máy ra thôi, nên An sẽ lấy toàn bộ phần phụ tùng mà nâng cấp cho xe này show cho các bạn xem để dễ hình dung bên trong đây An đã làm những cái gì. Nghe tới Future mà 63 gen zin á, nhiều bạn nghĩ nó ghê gớm lắm, nhưng mà thật ra các bạn nhìn ở chi tiết về đầu nè, lồng nè, toàn bộ phần lốc máy đây nè, rồi nắp cam, rồi cảm biến ha, nhìn nó như zin hết. Tại vì cái xe này là sử dụng đồ zin làm lên và nó cũng không có chẻ máy thay tay. Thì đây, cái điểm khác biệt lớn nhất của chiếc 58 và chiếc 63 là ở cái lồng và piston này thôi mấy bạn. Thì đây là cái lồng zin của cái xe Future đã được gia công cái lồng này lại, đóng sơ mi 63mm vào. Và cái piston sử dụng cho cái xe này là piston BRT. Đây, piston BRT ắc 13 luôn ha. Và có một điều nhiều bạn sẽ khó tin là cái xe này là hoàn toàn không có chẻ máy thay tay gì hết. Các bạn nghĩ rằng 63 thì cái lốc nó sẽ không đủ rộng để gắn cái này, mà tại sao lại để nguyên cái lốc ở giữa? Thì thực ra cái sơ mi này nó cũng không quá dài. Cái này là đủ trong cái điều kiện kỹ thuật để sử dụng cho cấu hình 63 này, nên là cái xe này không cần chạy máy ra móc lóc gì hết. Piston này là đã gia công móc mắt sẵn rồi ha. Móc hai mắt xéo như này, cái kiểu của xe Future là hai mắt nó xéo như thế này. Đây, vào rất là ngọt ngào, rất là nhẹ nhàng. Còn về phần vỏ đầu thì cái này chắc là nhiều bạn sẽ thất vọng tại sao cái xe này sẽ lại tiếp tục sử dụng đầu zin làm lên mà nó có hai van á. Nhưng thực ra đối với cái cách làm ở BRT thì đầu zin làm lên hệ 2 van là đã đủ dùng cho cái cấu hình 63 zin này rồi. Nó vẫn êm, nó vẫn mượt mà, không có vấn đề gì xảy ra hết. Và đây cái size subbub của nó là 25 cho subbub xả và 29 cho subbub nạp. Và cái phần cam sử dụng cho xe này là cam mẫu T. Thì ở trong cái đầu này á, đã gắn cam T vào rồi. Và đây là cái mẫu cam T1. Cấu hình 58 gen zin thì sử dụng những mẫu cam S thôi để đi đề bài cho tốt. Đáng lẽ là cấu hình 63 này những bạn mà thiên về hậu tí xíu thì có thể sử dụng cam R. Nhưng mà đây vẫn là một chiếc xe canh thiên về đề bài, thiên về môn sáng toạt ra đầu, đi có cảm giác ra đầu, nên là sử dụng mẫu cam T là đủ ha. Sử dụng mẫu cam T1 và lò xe đầu BRT Oval. Đây, bộ 2 lò xe đầu BRT Oval gắn như zin dành cho cái xe vỏ đầu Future này. Và một cái điều rất là đặc biệt trên xe này đó là phần họng xăng kim phun lọc gió và co nối lọc gió. Đây chắc chắn cái này không phải là của Future rồi,
nhiều bạn đang thắc mắc là của xe gì mà sao gắn lên xe này ngầu dữ vậy. Thực ra đó là họng xăng BRT turbo 2 kim. Cái form của nó là gắn được 2 kim, nhưng mà thực ra cấu hình 6 bao zin zin này An vẫn sử dụng một kim phun là đủ. Ở đây An sử dụng cái kim phun 180cc. Cái size của họng xăng này là 32mm nè, 32mm của đồng tiền này. Cấu hình 6 bao zin zin sử dụng 32mm là hợp lý rồi. Và cái này á thì sẽ gắn thêm một cái TPS của Winner Sonic nữa. Cái TPS zin của xe Future này dĩ nhiên là gắn vào cái họng xăng này thì sẽ không có được, nên là phải gắn TPS này và có một cái giắc chuyển để kết nối vào cái giắc TPS cũ trên cái xe này. Khi mà gắn lên cái xe này á, thì mình phải sử dụng một cái co xăng mới và phải chế lại chỗ này tí xíu, tức là mình gắn hai ngóc này, mình hàn chỗ này lại và sơ mi lại hai ngóc khác, hai vị trí ngóc khác thì mới gắn vừa được cái co này. Xong rồi sử dụng một cái co cao su màu vàng ở đây và một cái co này đi lên. Cái chiều dài này mình cũng đã canh cho nó hợp lý để mà nó có cái nước đề ba tốt nhất khi mà sử dụng lọc gió trụ ở đây. Cái này thì có lẽ là mình sẽ gắn thêm một cái bao trùm lọc gió K&Rio vào đây nữa, và một cái tấm che chắn đây để đi mưa đi gió nó đỡ hơn. Về phần nồi của xe này thì xe mới có 6.000 cây mấy bạn. 6.000 cây thì An chỉ can thiệp tới bộ lò xo nồi trong đây thôi. Còn những thứ như là chuông nồi nè, rồi bố ba càng, lá bố lá sắt đồ giữ nguyên như zin. Phần bố đây thì bạn thích đi cổ titan, nói chung là cái xe này cũng đẹp, cũng kiển này nọ, nên là gắn cổ titan nó sẽ đẹp hơn. Và cái size cổ titan là 32mm từ đầu đi cho tới vị trí này. Ở phần này là hàng rất là kỹ càng để chống xì bô ha. Và cái thông số móc bô như sau. Thì nguyên cái lon bô này á, bạn chủ yếu là móc êm. Móc êm thì mình sử dụng lưới 42mm đi cấu hình 63 zin zin. Và đít bô là 30mm đường kính trong. Và đây là chiếc xe chúng ta sau khi mà ráp đầy đủ dàn áo lại và chuẩn bị ra test drive ngoài đường. Bấm đề lên thử nha. Khoan, trước khi bấm đề chúng ta sẽ thêm một số chi tiết này đã. Cái thứ nhất là cái cụm tăng bạn đã trang bị cho xe này. Lúc đầu là chưa có trang bị cụm tăng đi cùng ga zin thì cái việc vặn ga của xe này rất là dài. Nó sẽ không có cảm giác khi mà đi một cái xe mà thiên về gia tốc, tức là chúng ta phải xử lý nhanh lẹ ở những cái ống ga này thì mới có cảm giác được. Với cái thứ hai là ở dưới đây. Ở dưới đây thì An đã trang bị cho bạn một cái bao trùm lọc gió KN để mà đi mưa hay là rửa xe gì nó sẽ tiện hơn. Và khi mà gắn dàn áo lại thì chỗ này nó không có cấn cạ gì hết. Không có cấn cạ nha, nó không phải cắt bất kỳ chi tiết nhựa nào ở trong đây. Cái thứ ba là về nhông sinh dĩa thì An đã sắp nhông sinh dĩa xuống 2 răng so với ban đầu. Lúc đầu là bạn đi 14-36, hiện tại là đang đi 14-34. Rồi, ngoài ra thì còn có một cái củ đề nữa ở trong đây. Củ đề thì An đã sử dụng củ đề lớn, củ đề độ dành cho những dòng xe Future lớp lay. Và một cái bình ắc quy lớn hơn để mà bấm đề nó dễ dàng hơn. Giờ bấm đề thử nha. Gan ti rất là đều đặn và nhẹ nhàng. Bịch bô lại nè. Đó, bịch bô lại các bạn nghe thử đây. Nghe như có, chỉ có tiếng xì 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 của lọc gió thôi. Mở bô ra nè. Êm như một chiếc xe zin khi mà nổ gan ti như thế này. Nhưng mà khi mà nẹt bô lên thì nó là một chuyện khác. Ok. Nè các bạn coi hiệu quả của cụm tăng nè. Tắt chìa khóa đi. Thì các bạn nhìn ở đây. Ở đây nó có một cái gọi là một cái mí rất là nhỏ để các bạn nhìn ha. Để bạn nhìn ống ga bạn vặn nè. Đó. Và ngón tay ăn để đây đi, vặn nè. Nói chung á, việc vặn ga này rất là ngắn, nó chỉ khoảng 1/4 của cái vòng tròn thôi. Còn nếu mà các bạn đi cùng ga zin là các bạn phải vặn hết, vặn vậy. Xong phải thêm một phút này nữa, nói chung nó nửa ống ga thì rất là khó chịu khi mà chạy. Ok, và chúng ta bắt đầu test drive cái xe này nha. Nghe dàn hơi có vẻ phấn khích hơn rồi đó.
này cái âm thanh mà phần lớn gây ra là do cái lọc gió trụ nằm ngoài, còn cái tiếng bồi nó cũng bình thường. Tiếng bồi này nếu mà các bạn đi ở trong phố đi tuần tèn thì cũng không ai để ý các bạn đi xe độ đâu. Mình vẫn đang đi đều đặn ga. Chúng ta sẽ test bắt đầu từ chậm, từ đi chậm hàng ngày, đi thoải mái cho tới tốc độ cao hoặc là chạy đều. Thì bây giờ mình sẽ đang đi chậm trước cho các bạn xem. Làm máy như thế này thì anh cũng không quan tâm tới vấn đề là cái bệnh đặc trưng của xe này là nó sẽ hơi hú hú nhẹ ở cái đó, từ phần máy nè. Rất là nhiều xe full LED nó bị tình trạng. Đó, tiếng hú đang sẽ không giải quyết ha. Nói chung mà chỉ nâng cấp về động cơ thôi, nhưng còn những cái bệnh đặc trưng này á, kệ nó, không ảnh hưởng gì hết. Đó, đi phố bình thường đều đều nó cũng như vậy thôi. Giống như chiếc xe gì. Nhưng mà khi nẹt nẹt vô lên là nó khác hoàn toàn nha mấy bạn. Ganti mới đề lên thì nó đã vẫn đang hơi hơi chậm rãi nè. Này khoảng 1.300. Ok, vô số tiếp tục. Và cái xe này, cái nồi này chỉ trang bị lò xo độ thôi. Và mình đã cảm nhận trên đường rồi thì nó đủ sức, nó đủ độ bắt để mà các bạn đá số từ 1 qua 2 mà cái đầu nó nhóm lên. Nhưng mà đồng thời á, thì cái việc lên số xuống số điều khiển chân này á, nó cũng phải thoải mái chứ nặng quá thì đi mỏi chân lắm. Và cái việc điều khiển mà ga côn đồ nó mượt mà cũng khó. Nếu mà các bạn sử dụng cái lò xo độ quá nặng được, cái này là anh thấy vừa chân nè, nó nặng hơn zin tí xíu à, nhưng mà đủ đồ bắt. Và một cái cấu hình 63, trái 63 mà đi ở những khoảng ga đầu như thế này, đi một mẫu cam tê. Ví dụ mình đang đi số 2 ở khoảng 20-30 này, thì đang đi cái vòng tour này nó khoảng cái này là cỡ khoảng 4.000 vòng. 4.000 vòng. Nhưng mà nói về vòng tour thì có thể là các bạn sẽ khó hình dung. Số 2 đi 30 rồi, vậy đi cho dễ ha. Thì các bạn vặn liền á, à, để qua đèn đỏ này đó. Dừng đèn đỏ hay là vô đổ xăng gì đó, mình tắt máy, mình bấm đề lại. Rất là dễ dàng. Vô số nè, nhẹ nhàng như xe zin. Thì các bạn đang đi số 2 ở khoảng 30 như này á, những vòng tua thấp thì các bạn vặn ga gấp liền. Thì nó vẫn sẽ không đáp ứng kịp cho các bạn đâu. Nên là các bạn nếu mà đi cái cấu hình như thế này á, thì các bạn phải cảm nhận về cái tốc độ, về cái vòng tua và đi cấp số cho phù hợp. Nếu mà các bạn đi ở những khoảng ga như vậy á, thì các bạn đi, các bạn mà muốn hơi trổ tre, muốn giật giật tí xíu á, đi từ số 1 nó sẽ dễ chịu hơn. Các bạn muốn tăng tốc liền á, từ những khoảng ga thấp như vậy, từ những tốc độ chậm như vậy á, thì các bạn về số 1 thì khi mà các bạn tăng tốc á, thì cái máy nó sẽ liền hơn, nó lên đều từ cái như từ những tốc độ ban đầu từ 0 hoặc là từ 10-20 gì đó, nó sẽ lên cái máy nó đều, nó liền hơn và cho cảm giác hơn. Còn khi mà các bạn đi đều như thế này, ví dụ đang số 2 thì ở dưới khoảng 40 hoặc là dưới 50 á, thì mình vẫn hơi dịu dịu nó tí xíu. Qua được rồi á, lên mình cảm nhận cái máy nó hơi đừng gần cái tua máy nó lên rồi á, thì các bạn vặn tốc
việc chạy chiếc full LED bây giờ nó dễ dàng hơn bao giờ hết mọi người. Nó cho cái cảm giác, nó cho cái gia tốc, nó tạo sự phấn khích hơn cho mình. Từ cái âm thanh, từ cái tiếng bô và từ cái cảm giác mà đang tạo ra. Và bây giờ là một đoạn kẹt xe tí xíu. Vào lúc 2:41 trời khá là nắng gắt ở Sài Gòn. Một cái cấu hình cũng trái cũng tương đối lớn. Động cơ là mát bằng gió 63 engine 2 van. Nhiều ngày cảm nhận chạy cái xe này thì mình thấy để mà có cảm giác, để mà có gia tốc đối với cái xe này thì chúng ta nên đi ở những hãng số 2 và số 3. Tại vì hai cấp số này á, nó sẽ cho các bạn cái cảm giác là cái máy nó liền, nó cân đối giữa cái gia tốc và cái tốc độ. Tức là bạn từ những khoảng số 2 ở tốc độ khoảng 4-50 trở đi á, là cái máy nó sẽ liền, nó sẽ phấn khích cho tới mà khoảng 90 mấy km/h á, và lúc đó các bạn đá qua số 3 liền thì nó vẫn tạo cảm giác phấn khích cho các bạn, và lúc đó nó vẫn có tốc độ, vừa đẩy đi mà vừa có tốc độ nữa. Nên là chạy hai khoảng ga đó rất là thoải mái. Còn khi mà các bạn đi số 4 rồi á, qua số 4 rồi thì sẽ đều như thế này. Đó, nó sẽ đều hơn. Và lên tới đúng cái vòng tua phát máy á, thì số 4 nó mới có cảm giác. Số 4 này thì mình nghĩ là nên chạy ở những khoảng là hơn 100 thì chạy sẽ hay hơn.
rồi mà còn nắng quá trời. Và thật ra cái xe này sợ vỡ lờ luôn á mọi người. Nó chào quá, nó nhẹ quá. Xe đi bánh căm à, vỏ cũng tương đối nhỏ, 70-80. Vỏ cũng tốt đó, vỏ cũng Michelin City đồ. Nhưng mà khi mà lên tốc độ chừng 120-130 là thấy ghê rồi. Lúc đó là cái xe là cảm giác là nó không còn bám xuống mặt đường, nó muốn bay là bay à. Và cái cổ nó cứ lạng qua lạng lại gây khoang mang vờ lờ. Từ đầu tới giờ thì anh cũng đã cố gắng thể hiện với các bạn về cái cảm giác khi mà chạy xe này. Từ cái gia tốc, những cú đề ba rồi ra giữa ra đầu nó như thế nào, cho tới những đoạn mà anh chạy gần tới hậu thôi, chứ cũng không dám chạy hết hậu cái xe này. Cái này để dành cho chủ xe ha. Chứ xe này bay quá rồi không dám chạy, nhưng mà cái đó cũng không có quan trọng lắm. Tại vì cơ bản là anh thực hiện cái xe này, cấu hình của xe này đã thiên về gia tốc. Nói chung thì nó cũng đã gần tiệm cận với những chiếc xe như là H62 hay là Winner 62 gì đó. Anh nói gần tiệm cận là vì sao? Tức là anh muốn đề cập tới gia tốc thôi. Gia tốc ở những khoảng ra đầu đề ba vui vẻ thôi, chứ còn đề hậu là không thể so sánh được với những chiếc xe đó ha. À, còn nếu mà các bạn chạy với Winner, Exciter hay gì đó thì chạy của xăng lửa được. Tức là những chiếc xe đó là cũng là kiểu 57, 58 thì kia xăng lại vô xăng lửa thôi được. Cấu hình đó thì các bạn chơi được, nhưng mà đụng tới 62 mấy xe đó thì các bạn không nổi đâu. Còn về cái độ rần của cái xe này ha. Nếu mà các bạn đang sở hữu cái dòng xe này á, bạn đang chạy xe full chờ á, thì các bạn sẽ biết được là chạy full cao nó sẽ rung như thế nào, nó rần ở cái chân như thế nào. Thì cái cấu hình 63 Zinzin này nó sẽ rần y chang vậy đó, không hơn không kém. 63 Zinzin không hơn không kém về độ rần so với cái xe Zin ha. Nên cái vấn đề đó thôi cũng bỏ qua, quan trọng lắm. Nói chung thì test nhiều ngày cái xe này để mà căn chỉnh kỹ càng trước khi mà gửi về Cần Thơ, thì có những cái vấn đề về găng ti nè, rồi về bấm đề lúc nóng máy, lúc nguội máy nè, rồi chạy nó có hụp chỗ nào hay không, hay là có tiếng động lạ gì trong động cơ hay không, thì tất cả những cái đó là anh cảm nhận là đã đủ điều kiện giao xe. Bây giờ chạy về, chiều nay chạy về là sáng ngày mai em sẽ gửi xe cho bạn ở Cần Thơ luôn. Và cảm ơn bạn Phát ở Cần Thơ rất là nhiều đã tin tưởng ALA và VDT Team để thực hiện nâng cấp cấu hình 63 Zinzin hai van dành cho cái xe này. Nói chung lúc đầu cũng cân đối dữ lắm, giờ chơi hai van hay là bốn van đây, nhưng mà cuối cùng anh vẫn hướng bạn về hai van hơn cho nó lành và nó êm. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Nhớ bấm like và subscribe kênh YouTube của An Airway nha mọi người. Có vấn đề góp ý hay là gì đó về chiếc xe này, các bạn có thể cứ comment bên dưới, An sẽ trả lời hoặc là liên hệ. Bye bye anh em. Về đây. Bye bye.